Bà con nhìn nước Mỹ nè, vòng vòng nè, toàn là Mỹ không nha, không có người Việt Nam đâu nha bà con. Nhìn bóng phía toàn là Mỹ không bà con, nhìn là toàn là Mỹ không nè bà con, em toàn là Mỹ không mà hả, bà đứng mà giữa chừng bà quậy, nhìn bóng phía, nhìn bóng phía là toàn thấy mình bà con, nhìn thấy bóng phía là toàn là Mỹ không bà con, không ai, chỉ có mình. Hey. Sorry. Hey. Why you support Trump? Why? Because Trump block country. Trump block people. Together, make America great again. Bộ Kim Thành là nhân vật nổi tiếng ở hành tinh trên đỉnh bữa nay các bà con. Bà con nhìn bốn phía là toàn là người Mỹ không à. Mà có mình phải đứng mà la trời là trời, mà cầm vào cái cờ Việt Nam Cộng Hòa với cờ cờ Mỹ bà con. Đứng mà la từ sáng tới giờ mà em thấy trời ơi. Nhân vật nổi tiếng này là phải cái bằng là bầu bầu phụ nữ ốp đồ dìa bà con. Phải bầu chỉ là phụ nữ ốp đồ dìa mới được. Tại vì thấy chỉ có mình và các bà con nhìn nè. Toàn là Mỹ không á. Quá trời người ta đi chơi biển rồi. USA. Bây giờ Việt Nam. Bữa nay là ngày lễ độc lập của Mỹ và chị có lời cảm nghĩ nào tới nước Mỹ không nè? Nó lớn lên. Một đất nước Mỹ mà cho mọi người có cái tự do, có tự do tôn giáo, được quyền được làm người. Cho nên ai may mắn có phước báu tu chín kiếp mới được làm người ở trên nước Mỹ này. Chúng ta hãy cùng nhau, chúng ta hãy dũng cảm lên, nhất là người Việt Nam hãy bảo vệ quyền làm người của mình. Đó là vote cho Donald Trump. Chỉ có Donald Trump mới cứu được nước Mỹ và cứu cả thế giới. Vì người như tổng thống Donald Trump mà lại kính Chúa, mà dám nói sự thật và dám luôn luôn yêu nước Mỹ và yêu người dân Mỹ và giúp đỡ cho người dân Mỹ. Và trong đó có vợ chồng tôi là luật sư Phí Bùi Kim Thành, mà lại là công dân Mỹ Việt Nam, là người mà luật sư miễn phí của hàng triệu dân oan và đang được làm người tại Mỹ hơn 14 năm qua. Và cái bậc năm cộng sản của phố DC đã Việt Tân nó truy giết tôi mà tôi vẫn còn là sống. Rồi đất nước Mỹ có cái luật pháp và hiến pháp nước Mỹ, xin hãy cùng nhau chúng ta bảo vệ tổ quốc Hoa Kỳ. Đó là vote cho Donald Trump là chiến thắng vào năm tháng 11 năm 2024. Chỉ đó là một cái trách nhiệm làm người của chúng ta, đừng có bỏ đi cái quyền làm người mà đi làm chó đi hay chân của đảng Dân Chủ tội đồ phản quốc. Đó là tội ác nghiệt xúc và địa ngục. Đó là sự nhầm lầm và xin lầm luật kính tri ân hồng ân chúa thập phật thần a gia hộ cho tổng thống Donald Trump và người dân Mỹ yêu nước, và cũng như những lời cầu nguyện của tất cả những ai mà chung sức với người dân Mỹ để mà vote cho chiến thắng của tổng thống Donald Trump. Thì chỉ có Donald Trump mới cứu được nước Mỹ và cứu cả thế giới. Đó bằng sự thật, bằng lời Chúa thần phật thần và luật nhân quả là không chừa một ai. Và xin được tri ân cái duy nhất một cái phố Bonsa, Cali Bonsa TV9 và cũng như là Lido Sài Gòn Cali TV. Ai mà ủng hộ sẽ có thêm sức mạnh cũng như là phúc báu và may mắn, bởi vì cái người chủ này đã giúp đỡ cho tiếng nói của một công dân Mỹ như tôi là luật sư miễn phí Bùi Kim Thành, đang tự hào là Victoria Cooper.
Cooper lắng đêm của chồng tôi, Việt Nam veteran, là một anh hùng, dù là bị giết mà thủ tiêu như tôi đã bị, nhưng mà vợ chồng tổng thống Donald Trump tài đức đã cứu sống, cho nên ơn đức này không biết nói gì hơn mà muốn nói với mọi người tị nạn tại Mỹ này, xin đừng từ chối cái quyền làm người của chúng ta. Dù đất nước Mỹ này có nhiều cái khó khăn và nhất là đang bị cái video và đồng bọn để mà hãm hại, chúng ta hãy dũng cảm làm người và bằng cái lá phiếu vote Donald Trump, Trump win 2024, make America great again. Chị Thành, chị Thành có mắc cỡ không? Chị Thành thấy tất cả người ta đều cầm lá cờ Mỹ giáo, mà chỉ ở đây chỉ có một mình chị Thành là người Việt Nam thôi, mà chị Thành cầm cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và lá cờ Mỹ. Chị Thành nhìn kìa, tất cả người ta đều cầm lá cờ Mỹ giáo. Chị Thành cảm nghĩ sao mà chị Thành bữa nay có một mình chị Thành ở đây mà chị cầm cái lá cờ Mỹ? Ủa nói chứ em cũng có cái cầm cái lá cờ này, em ghim trên đầu em. Tốt rồi, đã quý rồi. Em biết không, có nhiều người đã gặp chị, đã nói là họ muốn làm những người kỳ đó, nhưng mà họ không có dám, họ sợ bị hâm dọa, đánh đập hoặc là làm nhục, hoặc là họ bị vu khống như là chị bị vu khống là khùng điên, kệ mẹ họ. Những kẻ đó nó chẳng có là gì mà mình sợ nó, cũng như là mình cho những cái tội ác như cái đảng Dân Chủ của tội đồ quốc, thằng Sĩ Di Chô đó, nó đang là một tổng thống của nước Mỹ, là nó đang vu khống và nó tiêu diệt nước Mỹ, và có sự đồng lõa. Những ai mà đồng lõa và vote by mail mà theo thằng đảng Dân Chủ thì những kẻ đó sẽ bị tai ương bệnh tật và chết thê thảm theo đúng luật nhân quả thôi đó. Cảm ơn em đã hỏi chị, và xin một lần nữa tri ân những ai lỡ có bị lừa đảo và đi theo cái đảng Dân Chủ tội đồ phản quốc, xin hãy dũng cảm đứng lên để tin vào Chúa thật mà Phật có thật, để mà chúng ta hãy bảo vệ cái quyền làm người của mình. Cả 90 triệu dân đang bị làm con vật ở trong địa ngục cộng sản, bây giờ nó xâm lược qua Mỹ này và qua cái bọn Di Dân Lộc và những kẻ buôn người mà chúng ta lại hèn, mà chúng ta lại để cho đất nước Mỹ bị lên Sĩ Phi Châu và đồng bọn nó tiêu diệt. Đó là tội ác của chúng ta, là đồng bọn không có thoát được đâu. Xin được cảm ơn và tri ân những ai đã lỡ bị lừa đảo mà đi theo Sĩ Phi Châu, thì bây giờ hãy bỏ đi cái sai phạm lầm của mình bằng cách là vote cho Donald Trump ngày 15. Em thấy chị 24/24 thì thật chị tin là như ngày hôm nay chị đi nè, mà em biết không, dù là ổ của đảng Dân Chủ họ cũng có thăm dọa chị và họ nói này kia, nhưng mà chị trả lời là USA freedom. Em hỏi trên câu nè, nhiều người người ta em nói hỏi trên câu nè, nhiều người ta không thích VinFast đúng không? Nếu mà hồi giải này em nhìn xe đạp điện rất là nhiều xe VinFast, thầy chị nghĩ sao mà là cái điều này? Không có gì hết, bởi vì nước Mỹ này là cơ hội để cho tất cả ai mà muốn làm cái gì kinh doanh kiếm tiền, nhưng mà đừng có tiêu diệt nước Mỹ, họ mà phá hoại nước Mỹ họ sẽ bị trừng trị thôi. Còn ai mà tiếp tay cho bọn cộng sản mà làm ăn với cộng sản, em thấy không, như David Dương đang bị trả giá đó, đó là quá rõ như thôi. Còn ai mà làm ăn với cộng sản, ngay cả những người lỡ đi theo cộng sản ngay bây giờ, nó dùng sư Minh Tuệ rồi là cái gì binh danh cái thằng tội đồ đặt hồ trệt ma đó, mà nó vu khống sư Minh Tuệ là đi theo cộng sản, đâu có đâu. Em đang hỏi cảm nghĩ của chị sao đó, mà bữa nay chị em thấy quá nhiều xe VinFast của xe đạp điện. Chị nói em nói là cái xe đạp điện đâu phải chỉ có một Việt Nam. We want Trump for more years. Happy July 4. Thank you. Make America great again. Và cảm ơn em đã hỏi chị. VinFast nó cũng chỉ là cái của cộng sản, thì sẽ cái bản chất của cộng sản là danh minh lừa đảo bịp bợm, nhưng mà nó phá hoại nước Mỹ thì sẽ bị, nhưng mà em thấy món nói, hàng của nó chạy em thấy giáp, cả, quá trời ơi đất là bây giờ chị nghĩ sao gì nữa, đâu có phải là nó là khống chế cái nước Mỹ này được, bởi vì nước Mỹ này có luật pháp và hiến pháp. Không, chị em chỉ hỏi là ý cảm nghĩ chị thấy sao, quá trời nhiều hết, bởi vì cái thằng VinFast
nó lừa đảo, nói ai ngu mục mà đi làm theo cộng sản thì sẽ bị trả giá thôi. Còn cái chuyện mà có không, vậy biết á, em không dám nghe. Em chẳng không dám quay nó, tại vì em quay á người ta nói là em ủng hộ VinFast đi kia nọ, người ta sẽ quốc em. Anh ta nói là anh quảng cáo cho VinFast, nhưng mà cặp mắt cặp má em nhìn anh thấy quá trời dây xe đạp điện thì em đừng có làm. Em tôi không có muốn quay nó, nhưng mà bây giờ nó lúc chút như dòi để mà nó biểu là nó là khống chế được Mỹ, nhưng đâu có, vì Mỹ có luật pháp, trong đó có những người dân Mỹ yêu nước, họ tôn trọng luật pháp của nước Mỹ là chị nè, nó giết chị, nó đầu độc chị mà chị cũng vẫn còn sống. Happy July 4, we want Trump for more years. Bữa nay một Kim Thành có nhiều người hâm mộ là nhiều người hâm mộ một sư chị ơi, chị Nhật Linh mới gọi em mời chị với em đi ăn phở kìa. Ừ, chị đi chị Nhật Linh đó, đi luôn phở đi, phở đi đâu thôi, chị đi theo thôi, lịch phải không? Bà kêu lại là hơi lịch không? Chị Nhật Linh mời ăn phở. Nhật Linh không chị, mời chị mời đi. Chị nói chị tốt quá, chị mời chị kìa. Chị cứ việc mời đi. Vậy ta có năm lần tốt quá còn gì nữa. Ai cũng sai mà cũng biết sai thì sẽ cho cơ hội để thay đổi. Thiệt là gì, người ta mời chị đang phở kìa. Chị mời hả? Chị mời đi. Thì chị mời, chị đang gọi điện thoại mời nè. Chị đi liền. Dạ, đi phở hồi lịch ở đâu? Em cứ chở đi. Phở hồi lịch ở đâu, chị hỏi phở nào? Dạ. 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 Dạ, để em trả lời chị Nhật Linh nghe. Ờ, ok, em mời đi. Không phải đâu. Nhưng mà nếu Nhật Linh nói đúng thì mời chị chấp nhận cái sự sửa sai của Nhật Linh, Nhật Lo, Nhật Lo. Đây, tình hình là em phải về bà con ơi. Kiểu này thôi chắc ở đây không nổi, giờ còn đông quá bà con ơi. Bộ Kim Thành quậy quá, bà con nhìn là toàn là Mỹ không à. Bà đứng mới cầm cái cờ Việt Nam Cộng Hòa của mình, bà nhìn luật sư cầm cái cờ chính giữa, đứng dưới đường la chùm luôn. To mega. Welcome to America, baby. Yeah. Trump 2024. Yeah, nice to see you. Yeah. Dude, yeah. Give me a store. Okay. Yeah, thank you. Nice to see you. Three guys walk into a bar. Two are wearing Trump hats. Yeah. The bartender says to the third guy, "Hey, we don't serve your type here." What did you say? How you think about Biden, brother? Brother, how you think about Biden? Good man, huh? Biden is a loser. Yeah? Let's go, Brandon. Biden is dead. Thôi, nó còn ủng hộ tổng thống Biden, nó chửi làm xùm. Yeah, God is good, Jesus is king, he still reigns supreme. Thầm hết. The devil has lost, he is the defeated foe in Jesus' name. $20. $20. Everybody check this out. Sean Fitzgerald, My Sheep Apparel. My Sheep Apparel. God bless you guys. Happy 4th. Bless you, sir. Yeah, have a nice day. Yeah. Thank you. Thank you, bro.